365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày thứ 249. Sau khi Chúa Giêsu nhờ Simon Phêrô cho Ngài ngồi trên thuyền để giảng dạy, Ngài mới nói ông chèo thuyền ra chỗ nước sâu để thả lưới. Dù rằng ông và người thân đã vất vả suốt đêm mà không đánh được con cá nào, kết quả là hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Trước cảnh tượng đó, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Sau mẻ lưới thật đầy đó, Phêrô đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa và theo bước Chúa. Tiếng gọi của Chúa tiếp tục vang lên khắp mọi nơi. Tiếng gọi của lòng thương xót đến với bạn và tôi hôm nay. Như trước đây, Chúa đã gọi Teresa Canquita, đã gọi Edith Stein, đã gọi Augustino, đã gọi Y Nhã. Trong những hàng đầu tiên của truyện Một Tâm Hồn, Thánh Tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giêsu viết rằng người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vậy, nhưng vì được Thiên Chúa xót thương. Chúa xót thương và gọi từng người chúng ta. Ngài gọi chúng ta để loan báo về dung mạo thương xót của Chúa đã được ghi khắc thật sâu trong tin mừng. Thật hồng phúc khi ta được Chúa gọi và trao sứ mạng cao quý này. Franco là một kịch sĩ người Ý nổi tiếng. Suốt 40 năm lão luyện trong nghề, ông đã đặt hàng trăm vở kịch thành phim được chiếu trên màn ảnh truyền hình nhà nước. Từ năm 1980, ông đã chú tâm đến việc trao giảng lời Chúa. Franco đi khắp các xứ đạo, vào các nhà tù hay tham dự đại hội ca múa dân tộc để trình diễn phúc âm. Chẳng hạn, với 16 chương của Tin Mừng Marco, ông đã diễn xuất thành 96 cảnh. Ước mong duy nhất của ông là dùng kịch nghệ để loan báo lời Chúa. Trong số bạn bè và người thân, có kẻ chế nhạo ông là người mất trí, nhưng cũng có nhiều người khuyến khích ông trong sáng kiến mới này. Và đã có hàng trăm ngàn người được nghe loan báo tin mừng cứu độ qua hình thức nghệ thuật đó. Ông tâm sự: Tôi thật may mắn được tin vào Chúa Giêsu và có Ngài làm bạn đường trong đời. Không có Chúa Giêsu, cuộc đời thật là nhạt nhẽo, vô vị. Và chính lòng tin đã giúp tôi nảy ra sáng kiến lấy Ngài làm đề tài diễn xuất. Trong bao nhiêu năm cuộc đời nghệ sĩ, tôi đã chỉ nói và diễn xuất những gì người khác viết. Nhưng từ 10 năm nay, tôi đã lựa chọn việc thông truyền cho khán thính giả cuốn sách tuyệt vời nhất, đó là Tin Mừng kể lại
cuộc đời Chúa cứu thế. Lạy Chúa, được là con Chúa đã là hồng phúc lớn lao. Hồng phúc lớn hơn khi được Chúa thương xót, gọi và trao trách nhiệm loan báo tin mừng và lòng thương xót của Chúa. Trước sứ mạng cao quý này, chúng con rất bất xứng. Xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài nhào nắn chúng con trở nên chứng nhân rao giảng tin mừng và lòng thương xót của Chúa. Lạy Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con. Hôn sống trong ngày. Bạn thích nhất câu chuyện nào về lòng thương xót của Chúa trong tin mừng? Bạn đọc lại và suy niệm câu chuyện đó. Sau đó, bạn kể lại cho người khác về câu chuyện đó. Đổ máu đào để cứu chuộc tôi con.